Công trình Vinhome Golden River hạng mục phần thân nút 6 cấu kiện thép dầm sàn tầng 24 zone 2 vị trí trục X5, X9, Y1, Y6 thời gian 23 giờ 20 phút ngày 9 tháng 4 năm 2017 thành phần tham gia nhà thầu Hòa Bình Bùi Duy Trường, tư vấn giám sát Nguyễn Hồ Trọng Hiền. Rồi hai sếp rồi. Căn cứ nghiệm thu. Bản vẽ được phê duyệt vào ngày 14 tháng 3 năm 2017. Bây giờ chúng ta sẽ nghiệm thu cây dầm DIT2413. DIT5T2413. Kích thước dầm 400-450. Tập lớn lên. Kích thước dầm là 400-450. 4-20 trên, 4-20 dưới. Tăng cường ở đầu gối 2KP22. Rồi. Đọc đi. Cái lúc nãy rồi. Đây nè, đọc đi. Rồi. Dầm 400-450. Cứ đừng số. Rồi, đã thấy rồi. Đầu làm 401, đây yêu cầu. Ngang 400. Thép lớp trên. Thép lớp trên 4PM2, lớp dưới 4PM20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thông số phi 20 qua đây quay nè. Thấy không? CB500, phi 20. Thép đai phi 8 200 ở đoạn giữa nhịp. Vị trí thước là 1m. M1 kéo thước là kia. 1m. 1 2 3 4 5 6 cây. Đây vị trí gối phi 8 100. Vị trí thước tại 5 tấc. Đếm bây giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây, đại cầu cầu. Quay về vị trí 5 tấc đi. Đấy độ số 5 tấc. Okay. Tăng cường trên 1m4. Tăng cường trên mấy phi? Phi gì? 2 cây phi 22. Chiều dài 1m4. Nhà thầu đang làm hơn 1m5 đạt yêu cầu. Quay vô thông số coi. Thôi đẩy nhìn thấy không? Đâu còn lại. Bài vị trí vô dầm bố trí 5 phi 18. 1, 2, 3, 4, 5 đã yêu cầu. Bên còn lại 1, 2, 3, 4, 5 đã yêu cầu. Tăng cường phía còn lại 2 phi 22, chiều dài 1m4. Nhà thầu đang làm 1m65 đã yêu cầu. Chúng ta sẽ nghiệm thu tiếp cây dầm tiếp theo. DX5T2407. Rồi, chưa nhìn thấy số. Rồi, ok. Kết thúc dầm. Kết thúc dầm 600-450. Nhà thầu đang làm 401, 4 phần bảo vệ là yêu cầu. Bề rộng 600. Rồi nè.